Xin chào các bạn làm kệ cà phê. Hôm nay mình đang lại chấu cà ra vườn đây. Lại bao ở đầu hàng. Sau đó kéo ra lại tiếp. Xoài với mít cũng mỗi cây được một bao. Hàng xóm thì đang phát cỏ. Chấu cà Hoài Mục rất là chất lượng. Mỗi năm mình dùng làm ủ phân chuồng, nhưng mà năm nay thì mình rải trực tiếp luôn. Vậy được rồi đấy. Đấy, cứ đầu hàng một bao, sau đó còn dư thì mình lại tiếp tục về bên trong. Ok, chào các bạn nhé. Chỉ có vậy thôi.